Ôi, em nhìn thấy chưa? Cá kiếm. À, con ghế này phải đặt ở trên 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 cái lèn này nhá. Đồ ăn ở đây nhá. Thử chơi một con game mới Sun Cannon nha anh em nhá, Sun Cannon nha. Ngày đầu tiên con game thả tôi giữa lưng chừng biển luôn anh em ạ. Trước mắt là tôi cứ bơi vào cái đã. Xung quanh tôi còn có coi như là bọn cá kiếm, cho nên là tôi phải cẩn thận, không nó xiên cho cái là coi như đi ngay này nha anh em nhá. Thực chất thì cái vùng xung quanh tôi đây vốn không phải là biển mà nó là một cái thành phố, một cái khu vực đã bị coi như là bị ngập bởi nước anh em nhá. Anh em hiểu vấn đề không? Đấy là lý do tại sao mà anh em có thể nhìn thấy những cái thành phần đổ lát ở dưới, những cái ngôi nhà đổ lát ở dưới nhá anh em nhá. Sau khi lên bờ thì việc đầu tiên tôi làm là kiếm một ít củi cái đã. Hái thêm một ít coi như là dâu, bắt thêm một ít cua nhá. Thế nên tôi cũng tìm được mấy cái dương rồi, là mở dương ra thì cũng thấy được một ít coi như là đồ ăn, thức uống rồi là các thứ linh tinh, ngọn đuốc. Sau khi lên rừng rồi thì tôi lại xuống biển để tôi khám phá mấy cái nhà coi như là ở bên dưới này, xem nó có cái gì bên trong không. Thế thì tôi có đập mấy cái tủ lấy ra thì lấy được một ít gỗ, một ít ván gỗ, một ít sắt thép. Đây đều là những thứ rất cần thiết cho việc sau này chúng ta sẽ xây dựng và cũng như là chế tạo đồ anh em nhá. Không phải trình bày nhiều, bây giờ tôi sẽ bắt tay vào việc xây dựng luôn căn nhà anh em nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt mấy cái sàn nhà đi. Mấy cái này tôi nghĩ là nó là sàn nhà đấy. Đó, chúng ta có thể đi lên được như này này. Chúng ta có thể đi lên sàn nhà như này được này. Tiếp theo là tôi sẽ trang trí cho căn nhà tôi bằng cách là thêm một số cái đồ đạc vào trong anh em nhé. Anh em lưu ý là trong quá trình tôi xây thì tôi phải sử dụng coi như rất nhiều gỗ anh em nhé, chứ không phải là đây là trong video là tôi cắt đi đấy nhá anh em nhé. Sau đấy thì tôi đã coi như là nâng cấp cái nhà của tôi lên diện tích gấp đôi anh em ạ. Tôi sẽ tăng diện tích lên gấp đôi để sau này ví dụ mà chúng ta có vợ hay là có con chúng ta còn có diện tích mà sống anh em ơi. Anh em nhìn thấy trên tay tôi là cái gì không? Một chiếc rìu anh em ạ, một sự tiến hóa coi như là quá kinh khủng về mặt công cụ sản xuất anh em ơi. Đương nhiên rồi, với chiếc rìu này thì những cái cây to như này đơn giản đối với tôi thôi. Và sau đấy thì cái việc mà tôi build cái nhà của tôi lên to hơn là chuyện đương nhiên anh em ạ. Sắm thêm ít bàn ghế nữa nha. Có vẻ ok đấy nhỉ? Đấy, mọi thứ nó ổn ổn rồi thì tôi cũng có thử lặn xuống biển để xem là có tìm được cái gì đặc sắc không. Thì cũng không có gì nhiều anh em ạ. Có lẽ là chúng ta phải tìm cách nào đó trang bị thêm được cái lượng oxy nhiều hơn và bơi ra xa hơn thì khi mà chúng ta mới có những cái khám phá mới được. Trời cũng nhá nhem tối rồi, đến lúc chúng ta phải có nhà đốt lửa để sưởi ấm đêm nay anh em ơi. Vì là tối nay tôi chưa chuẩn bị được nhiều cho nên là tôi mời anh em ăn món nấm nướng nhá anh em nhá. Đêm đầu tiên chúng ta ăn món nấm nướng. Hy vọng là đến ngày mai chúng ta sẽ có thể được ăn coi như những món khác, ví dụ như cá hay là cua anh em nhá. Anh em thông cảm tôi cái nhá anh em nhá. Anh em thông cảm tôi cái. Rồi thì anh em có thể nhìn vào bên góc màn hình, hiện tại đã sang ngày thứ hai. Anh em đã cùng tôi trải qua coi như là một ngày trên cái hòn đảo này, trên cái hòn đảo bị bao quanh bởi nước này. Thế thì đến đây là tôi cũng xin phép coi như là kết thúc video anh em nhá. Hẹn anh em đến ngày thứ hai anh em nhá. Hẹn anh em vào ngày thứ hai ở video thứ hai.